Thưa đại chúng, trong cái chuyến về thăm Việt Nam vừa qua thì chúng ta có cái cơ hội để thấy rằng là cái nhu cầu tìm hiểu giáo lý ở trong nước cũng khá là mạnh, khá mạnh. Và theo cái yêu cầu của một nhóm trẻ tuổi ở Sài Gòn ấy, thì chúng ta mới có một cái lớp mà theo dự kiến buổi đầu là khoảng vài ba chục người, mà hôm nay nó đã lên gấp 10 lần rồi, nó lên tới mấy trăm. Thưa bà con, để khỏi phải làm mất thời giờ bù cho 20 phút mà chúng ta lãng phí do cái lỗi là mình thiếu chuyên nghiệp, mình không có thử máy trước khi mà chính thức làm việc với nhau ấy, cho nên chúng ta mất 20 phút. Cho nên buổi nói chuyện sáng nay khai giảng mà, thì chúng tôi chỉ nói với cái điều ngắn gọn vắn tắt thôi. Thứ nhất, chúng ta học giáo lý là học cái gì? Trước hết lấy kinh trả lời thì cho chắc ăn. Đức Phật ngài dạy rằng nghĩa là trong suốt cuộc đời hoằng pháp của ngài, ngài chỉ nói hai chuyện thôi, đó là ngài xác định cái gì là khổ và thế nào là con đường thoát khổ. Đó là một bài kinh ngắn, một bài kinh ngắn có nội dung như vậy. Ta trước sau chỉ có nói một nội dung, đó là về cái khổ thôi, thế nào là khổ và thế nào là con đường thoát khổ. Và trước cái bài kinh này đó, thì cái bài kinh bài pháp thoại đầu tiên mà sau khi thành thành đạo ấy, đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân, thì Đức Phật ngài đã thuyết giảng cái bài Chuyển Pháp Luân. Cái nội dung của Chuyển Pháp Luân ấy, là cái nền cho cái bài kinh mà tôi vừa trích dẫn. Cái bài kinh mà Đức Phật ngài dạy rằng ấy là cả đời hoằng dương của ta chỉ nói cái hai chuyện, đó là xác định mọi thứ ở đời là khổ và thế nào là con đường thoát khổ. Thì ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân ấy, thì ngài xác định cho mình thấy rằng mọi hiện hữu ở đời đều là khổ. Cái gì có sinh, có già, có chết, cái gì là sự hiện hữu của năm uẩn, thì cái đó gọi là khổ. Và ở đây tôi chỉ nói một chút xíu thôi, tức là cái chữ khổ mà mình hiểu đó đến giờ ấy, là chỉ là một phần ba cái định nghĩa cái chữ khổ mà Đức Phật nói đến trong kinh Tạng ấy. Trong Tăng Chi ngài có dạy khổ có ba, đó là khổ khổ tiếng Pali gọi là dukkha dukkha, tức là sự có mặt của tất cả những gì làm cho mình khó chịu, đau đớn về thân, về tâm, về hồn, về xác. Sự có mặt của tất cả những gì làm cho mình khó chịu ấy, đó là khổ khổ. Cái thứ hai gọi là viparinama dukkha, gọi là hoại khổ, tức là sự vắng mặt của cái gì mà nó làm cho mình thấy ngọt ngào ấy, thấy sung sướng, hạnh phúc, thì cái sự vắng mặt đó bản thân nó cũng là cái khổ. Có nghĩa là sự có mặt của vị đắng là khổ, mà sự vắng mặt của cái ngọt cũng là khổ. Và cái thứ ba mới ghê, cái thứ ba là cái sankhara dukkha, gọi là hành khổ. Có nghĩa là bất cứ một cái sự hiện hữu nào trên đời này, nó cũng phải lệ thuộc vào vô số điều kiện để mà nó có mặt. Bản thân cái sự lệ thuộc đó cũng là một cái khổ. Thì nói như vậy có nghĩa là không có một cái gì trên đời này mà nó hiện hữu mình nằm ngoài ba cái khổ này hết. Và Phật dạy là suốt cuộc đời của ngài ấy, cái lý tưởng của ngài nói riêng và chư Phật ba đời mười phương nói chung ấy, là cho chúng sinh thấy một chuyện rất là khó thấy, rất là khó tin, kẹt cái chỗ rất là khó thấy, rất là khó chấp nhận, rất là khó hiểu và rất là khó chấp nhận. Đó là ngài nói một cái sự thật mà nó đi ngược dòng đời. Theo thế gian ấy, thì có sướng, có khổ, có đắng, có ngọt, có nước mắt và có nụ cười. Nhưng mà chư Phật thì ở một cách nói rốt ráo nhất, thì chư Phật dạy rằng là tốt nhất không nên có cái gì hết. Bản thân cái có đó là một cái chuyện không nên, thì cái gì không nên đó, nó tiếng Phạn gọi là đúc khát, mà mình dịch sát như là đau khổ. Chứ còn cái chữ đúc khát đây mình nên hiểu một cái thoáng hơn, nó mới là cái chìa khóa cho tất cả giáo lý.
Đây, có nghĩa là không nên có, không nên có tất cả mọi hiện hữu ở đời, dù là nhân hay là quả, thiện ác, buồn vui, kể cả cái phàm và cái thánh, cả cả cái thánh nữa nha, có cả cái thánh nữa. Phàm và thánh tất cả lẽ ra nó không nên có, không nên có gì hết. Nhưng mà có một điều ở đây chúng ta không có đi theo cái học thuyết gọi là hư vô, tức là chủ trương mọi thứ là không thì không được. Chúng ta tin là mình tuyệt đối phải chịu trách nhiệm những gì mình nói là và tư duy, thì tất cả cái thiện ác mà nó thông qua tư tưởng, ngôn từ và hành động ấy, thì tất cả cái thiện ác đó, bản thân nó cũng là phù du, cái thân ngữ ý nó cũng là phù du, cái quả báo, cái báo ứng mà buồn vui sướng khổ từ thiện ác đó, nó cũng là phù du. Có một điều là cái phù du đó mà nó cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần đó, thì đó là chuyện cần thiết. Chúng ta không, nó, chúng ta không có lý do nào để lặp đi lặp lại gì nó hết. Thế là vô lượng chúng sinh có cái người thấy ra cái đó, đó là đại trí, và thương những kẻ không thấy được điều đó, đó là đại bi. Lấy cái đại trí đại bi này này mà huân tập các hạnh lành trong suốt nhiều đời nhiều kiếp, và cuối cùng ở một cái thời điểm nhất định nào đó thì các hạnh lành này này nó đạt đến cái mức độ hoàn bị, hoàn chỉnh, hoàn thiện, không thể thêm bớt được nữa, thì cái cá nhân đó được gọi là Phật. Và Đức Phật ấy nói riêng và chư Phật nói chung ấy, mới đem cái sự thật đó để đi giảng cho người khác. Thì những ai mà đủ duyên lành giải thoát ấy, nghe cái đó và được giác ngộ, lìa bỏ ngộ nhận, thì được giác ngộ, được giải thoát, được thanh tịnh như là các ngài, như là chư Phật. Còn người nào không đủ duyên ấy, như là chúng ta chẳng hạn, nghe để mà bớt khổ thôi, rồi tiếp tục huân tập các hạnh lành, phải chờ nó một cái cơ hội nào đó, nhưng mà trước mắt ấy là dù chưa chứng thánh nhưng là người an lạc. Chúng tôi nói nãy giờ có vẻ lạc đề đó, bởi vì cái chính mà chúng tôi muốn nói đến trong cái buổi khai giảng ấy là chỉ nói có ba chuyện thôi. Chuyện thứ nhất, cái Phật pháp này nè chỉ dành cho một người duy nhất thôi, dành cho một loại người duy nhất, đó là cái người chịu thấy rằng mọi thứ là khổ, như là chúng tôi vừa nói nha. Không có hạng thứ hai, chỉ có một hạng đó thôi, cái Phật pháp này. Nếu ai trong lúc này tự thấy mình không có nhu cầu để mà tìm hiểu thêm cái chuyện đó, cái chuyện là xác định mọi hiện hữu là khổ và chúng ta có thể tự có trách nhiệm thoát khổ, nếu tự thấy mình không có nằm ở trong cái số này thì chúng ta không có lý do gì có mặt ở đây hết. Còn nếu mà chúng ta thử đi, chúng ta thử thử tại sao mà Phật pháp có mặt ở đời, phải có cái lý do chứ. Phải có lý do. Thì mình tìm, nếu mà mình có lòng ý, thì mình thử tìm hiểu cái lý do đó. Ở đây chúng tôi thông qua lớp học này thì gửi đến các vị một số cái nội dung, đó là mình mượn cái A Tỳ Đàm căn bản. A Tỳ Đàm tức là một trong ba tạng Nam truyền ấy, thì mình mượn cái A Tỳ Đàm căn bản để làm nền tảng nghiên cứu Nikaya, mà cũng có nghĩa là nghiên cứu A Hàm Bên Hán Tạng nha. Ở đây tôi không nhắc nhớ nó tạng luật, bởi vì tạng luật nó là một cái lĩnh vực chuyên biệt, một lĩnh vực chuyên biệt cho tăng ni. Ở đây chúng ta cầu đạo giải thoát, mà đặc biệt là cư sĩ, thì chúng ta đặc biệt nên chú ý đến hai cái mảng giáo lý mà mình tuyệt đối phải biết. Tôi nói, tôi nhấn mạnh với tuyệt đối, chữ này không phải là tôi lỡ lỡ lời đâu, mà tôi có ý sẽ chữ tuyệt đối. Tuyệt đối cái này có nghĩa là nó không phải là cái thứ kiến thức, biết được thì tốt, giống như yoga, khí công, nấu ăn, chưng hoa, lập vườn, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, cũng vậy. Phật pháp không phải vậy, Phật pháp không phải là cái mà biết được thì tốt, mà pháp là cái mà anh phải biết, kể cả anh phải là Phật tử. Cái câu này nghe rất là kỳ, rất là kỳ, nhưng mà tôi cũng xác định tôi nói câu này trong tất cả sự minh mẫn và tỉnh táo khách quan, chứ không phải là từ một cái vị trí của một thầy tu Phật giáo, mà từ ở một cái vị trí một người bạn, một người cùng với các vị bước vào cái khu vườn học thuật
tìm hiểu một góc nhỏ trong cái minh triết văn hóa của nhân loại. Ở đây không hề có sự can thiệp của bàn tay tôn giáo và chính trị, bè phái, phe nhóm nào hết. Và đây là một cái nhìn rất là trung thực của những người cùng nhau đi vào cái khu vườn văn hóa, văn minh, minh triết của nhân loại. Thì tôi phải nói một lần nữa, Phật pháp là một lĩnh vực mà chúng ta tuyệt đối phải biết. Bởi vì nếu chúng ta có thích Chúa, thích Đạo Hồi, Đạo Ấn, Đạo Do Thái gì đi nữa, mà chúng ta biết được Phật pháp vẫn tốt hơn. Để coi Phật, đừng coi trong Phật giáo dạy cái gì nha. Phật giáo dạy cái gì thử đi nha, thử đi thử. Và trong lúc này tôi cũng đặc biệt chú ý đến những người không có cảm tình với Phật pháp, hoặc là đang ở cái ngã ba phân vân là liệu mình có cần thiết và có ít thì giờ để tìm hiểu Phật pháp hay không. Thì tôi nói bằng cái sự khách quan trung thực, không có ở lề phải lề trái gì hết. Tôi chỉ gợi ý rằng theo tôi thì tuyệt đối nên biết. Vì sao vậy? Vì Phật giáo theo dõi tôi biết thì có thể trước mắt cho chúng ta câu trả lời cho một số câu hỏi mà tôi thấy cũng hay. Thí dụ như là tôi là ai, ở trong tôi là ai, tôi là cái gì ở trong trời đất này, đó là một. Thứ hai, cái thế giới mà tôi đang có mặt ấy, nó là cái gì, cái vị trí của nó trong cái vũ trụ bao la vô tận này, nó là cái gì, nó được cấu tạo ra sao, và cái được gọi là tôi hay là của tôi, ông A bà B, cái bản chất đó là cái gì, nó được cấu tạo ra sao. Tôi từ đâu tới, tôi sẽ đi về đâu, và bây giờ tôi phải làm gì trong từng giờ, từng phút, từng ngày trong đời của tôi. Thì đương nhiên cái câu trả lời mà chúng tôi cung cấp cho các vị, tôi đề nghị cho các vị, có thể rất nhiều bà con đã đồng ý, nhưng mà tôi có cái tâm nguyện thế này. Trong những ngày mà tôi về Việt Nam vừa qua đấy, tôi có hai cái nhận xét. Cái nhận xét thứ nhất ấy, cái nhu cầu học đạo, hành đạo của người Phật tử Việt Nam rất cao, rất lớn, rất mạnh. Đó là nhận xét một. Nó không giống như tôi nghĩ, tôi không, nó không giống như tôi nghĩ. Tôi nghĩ ngược lại. Cho nên nhiều năm trời, nhiều năm, ít nhất là bắt đầu từ lúc xây dựng cái Calama, tôi không ít về Việt Nam, về là vì công việc, về thăm một vài người quen rồi đi, chứ tôi không có ý mà làm được cái gì ở Việt Nam hết. Tôi không có niềm tin. Đó, cái nhận xét thứ nhất của tôi trong cái chuyến đi vừa rồi, cái thứ nhất là cái nhu cầu học đạo Việt Nam rất cao. Cái thứ hai, mình học đạo mình nói thiệt nha ha, mình nói thiệt chứ mình không cần nói vòng vo mất thời tôi. Có cảm giác ấy là Phật tử Việt Nam phần lớn ấy là thích đi phượt, thích dã ngoại, thích cắm trại, thích sống ngoài trời, thích sống trong thiên nhiên, nhưng cứ cả đời chỉ biết ngủ lều thôi, ngủ lều camping tent tạm thời đó. Đó là tôi muốn đi chơi thì được, nhưng mà nếu một đời mình, nếu mà mình sống dưới cái bầu trời mà gồm có nắng gió mưa sương, đi chơi thì tèo lều thì ok, nhưng mà nếu mà mình muốn sống trong lòng thiên nhiên thì bắt buộc mình phải có cái mái nhà cho nó ổn định, nó chắc chắn một chút, thì tôi không cam tâm. Khi mà tôi xác định cái nhu cầu học đạo của bà con ấy, là không có ít, không có nhẹ, không có thấp, bắt đầu tôi có cái sự lưu tâm ấy, thì cái điều thứ hai tôi nhận xét là bà con không thể ngủ lều hoài được. Thì tôi mong có một dịp nào đó, tôi mong trong bụng thôi, mãi đến khi mà cái cậu Lâm này, tôi đề nghị đi thì có cái lớp học, lớp giáo lý cho bà con ấy, thì mới quay trở lại cái niềm trăn trở rây rứt hôm trước. Chứ không thì tôi chỉ trăn trở mình rồi im không có nói ra. Tức là tôi mong có một dịp mà tôi giúp cho các vị một chuyện thôi, đó là tôi giúp cho các vị một cái cặn chòi. Cái lều đó là sao, lều các vị biết rồi, nó chỉ là một cái khung nhôm, khung nhựa, rồi mình phủ tấm bạt lên gọi là lều.
Gió, có thể gió thổi tóc, hoặc cũng có thể là nắng mưa lâu ngày mình không thể nào trụ hoài ở giữa thì thiên nhiên mà với cái liều được. Cho nên ý của tôi là chúng ta không cần có một lớp giáo lý để mình có diện cho mấy vị một cái chòi. Cái chòi nó gồm có 6 cây cột, rồi là 4 cây cột bằng nhau và 2 cây cột cao để chúng ta có được cái nhà 2 mái. Đã thấy chòi luôn không có lớn được đâu, nhiều lắm đó là vài 2 người 3 người thôi, không nằm mới là cái đầu với cái chân đó là chạm vách ấy. Ít ra cái chòi nó có cái lợi hơn cái lều chỗ này là tôi dựng lên cho các vị gồm có 6 cây cột và vách và mái, không tại mà tại sao như vậy, tại sao phải làm gì nữa, để vì nay mai nè tôi biết trước ở trong lớp học này nè những người mà lắng nghe tôi đó. Tôi không gọi ai là học trò, tôi chỉ có nói là người nghe tôi thôi, tôi chỉ nói là người nghe tôi chứ tôi đại kỵ cái chữ học trò. Và tôi ở đây tôi chỉ gọi chung là những người nghe tôi đó. Tôi muốn làm cho họ cái chọi, rồi khi mà nay mai này các vị đi gặp gỡ thầy bạn tham khảo kinh sách, không các vị thấy cần thì các vị mới thay thay cái máy tôi chỉ bằng tranh thôi, bằng lá thôi. Các vị mới lột cái máy ra, cái gì để toàn lên nha, lột máy lá bỏ toàn lên, rồi cái từ từ cái bốn cái cột hoặc là 4 cây cọc á mà tôi đóng cho các vị đó, nó bằng tre, thì từ từ các vị mới thay nó bằng gỗ. Ừ. Mà trong lúc thay đó các vị vẫn có cái chòi để ở nha, vẫn có cái chòi để ở. Vẫn có cái chòi để ở, rồi cứ thay từ từ thay mái rồi thay cột rồi thay vách, vách trước vách sau vách phải vách trái, mái cũng vậy, mình cũng thay hồi lúc thì thay phần trước lúc thay phần sau, và dần 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 thì có một ngày các vị không còn giữ cái gì của tôi hết, tôi vẫn vui. À, tôi vẫn vui. Mà ít ra đó, tôi vui là bởi vì tôi nhớ rằng nhờ có cái chòi đó các vị có chỗ ở vững chãi vững chắc, và nhờ có cái chòi đó các vị mới có cái chỗ để mà thêm bớt chỉnh sửa. Chứ còn bây giờ các vị cứ lấy thì cái dù mà che cái mặt nằm ngủ giữa trời mưa tôi không cam tâm. Ừ. Và lấy cái lều trùm với lấy mấy cái lều dựng lên cái chung đó tôi cũng không cam tâm. Ừ. Mà tôi muốn các vị phải có cái chòi, là mục đích là để chi, để cho nó chắc chắn hơn. Ừ. Mà đồng thời là các vị có cái để mà có cái để mà thêm bớt chỉnh sửa. Thì trong cái bài giảng, trong cái bài nói chuyện buổi khai giảng sáng nay ấy, tôi nói các vị 3 chuyện. Chuyện thứ nhất là cái nội dung giáo lý là học về cái gì, học về học xác định đầu tiên là xác định cái gì, mình có phải là cái người mà cầu giải thoát hay không. Nào, thứ hai, tất cả sách vở thầy bà đều là những cái để mình tham khảo. Tham khảo mình học cái gì đi nữa thì cũng chỉ để tham khảo thôi. Cái đáng ngại nhất của người học đạo ấy là vội vã hối hả chấp nhận hay là phủ bác ai đó, cái đó là cái đại kỵ. Chúng ta có bài kinh Kalama đó là cái lời nhắc nhở 26 thế kỷ vẫn còn vang vọng bên tai và trong tim trong óc của người học Phật, kể cả những người không học Phật, đó là trở nên hối hả, trở nên vội vã, trở nên hấp tấp, trở nên manh động khi mà chấp nhận hay là phủ nhận ai đó. Tất cả chỉ là tham khảo thôi. Tham khảo thôi. Tham khảo thì cái lớp học này chúng tôi cũng mong là cung cấp cái nguồn tham khảo cho bà con, nhưng có một điều thay vì bà con tự tham khảo dán mắt vào trong sách, gọi là nghe đây giảng chút nghe chị kỳ giảng chút thôi, thì bây giờ tôi nghĩ có lẽ mình cần có một cái lớp học mà nó hơi bài bản chút. Không, tôi nhắc lại bà con nghĩ sao về tôi cũng được hết. Sao được hết, nhưng mà có một điều, nếu mà đã chịu mất thời gian vào học nên học cho nghiêm túc. Tôi đề nghị, tôi đang giảng bài 3 thì tôi nói rằng khi học tới bài 5 bà con phải nhớ rõ bài 3 cần học cái gì nha. Tôi nhắc cái đó là bà con về bà con phải làm đấy. Đây tôi đang nói riêng với những người nào mà tự nhận mình là người học viên nghiêm túc ấy,
Còn nếu mà đây học viên chứ phải học trò, học viên nghiêm túc. Còn các vị không nghiêm túc thì thôi, ghé chơi cho biết, vì tò mò thì thôi. Nhưng nếu mà người nào mà có ý học nghiêm túc thì nhớ tôi nói cái này, tôi đang giúp cái vị dựng cái chòi, cho nên cũng phải tôn trọng tôi chút. Tôi kêu gắn cái gì vô gắn cái đó, gắn cho xong cái chòi cái đây, rồi nay mai quý vị thêm thêm bớt chỉnh sửa, thêm bớt chỉnh sửa, thêm bớt chỉnh sửa, đó là gì các vị nha. Như vậy có cái chòi mà đã dựng cái chòi thì phải theo tôi thời gian, chứ còn không thể nào mà tự ý dựng cái chòi theo ý của mình. Thì tôi đã nói rồi, tôi không có tuyệt đối bắt cái việc phải tuyệt đối chấp nhận tôi, nhưng mà nếu thấy ok thì nên thử 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 từ 9 tháng đến 5 tháng, tuần có 2 buổi, 1 buổi 2 tiếng nha, buổi 2 tiếng thử đi, thử coi 1 tuần hay 4 tiếng, 4 giờ ngồi, thì từ 9 tháng cho đến 10 tháng đến 5 sau, và ngày này tháng này nè, nếu mà tôi đoán không lầm á, thì 1.000 bây giờ này nó sẽ xuống còn 50. Nhưng mà 50 đến 50 đó là 50 sẽ được. Sẽ được là sao? Sẽ được có nghĩa là quý vị có thể nghỉ học và tự nghiên cứu tham khảo một cách thoải mái, tự tại. Còn hai nữa đó, thì lúc đó chúng ta chính thức đi vào cái lớp lớp chuyên sâu intensive một cách rất là thoải mái. Chứ còn hôm nay thì phải nói thiệt, trong số những bà con đến nghe chúng tôi ở Xá Lợi, ở Giác Ngộ, rồi ở các từ viện miền Bắc, Tư Gia Sài Gòn, thì tôi sẽ thấy rằng tôi thương, tôi quý cái tinh thần của bà con, đấy, cái lòng hiếu tu hiếu học của bà con. Nhưng mà phải nói rằng để mở một cái lớp chuyên sâu thì hơi khó, khó cho cả đôi bên nha. Rồi giờ nó qua nói chuyện thứ ba. Đức Phật không hề nói cái gì, Đức Phật không hề nói cái gì mà làm khó chúng sinh hết, nghĩa là nói cái gì mà không có người hiểu nổi thì không, không có, chứ Phật không có chuyện đó. Chứ Phật không có nói cái gì mà làm khó chúng sinh, nói cái chuyện mà nó quá tầm hiểu của chúng sinh, không có. Có vấn đề này, thí dụ như ngày ngày gặp người này, cái cơ duyên của họ như thế nào đó, thì người nói cái gì nó hợp với cái khuynh hướng tâm lý, cái trình độ tư duy của họ. Rồi mai khi gặp người khác thì ngày ngày lại cũng theo cái khuynh hướng, theo cái trình độ người kia mà người nói khác đi một chút, khác một chút. Nhưng mà tụ chung lại nó là không có cái buổi pháp thoại nào, không có câu nói nào Đức Phật mà làm khó chúng sinh gì, không có. Thì theo trong kinh điển mình học ấy, thì mình biết rằng Đức Thế Tôn tùy thời, tùy lúc, tùy đối tượng, tùy hoàn cảnh, mà ngài có 2 trường hợp, có 2 trường hợp thuyết giảng chánh pháp. Một là ngài nói trên khía cạnh tục đế, thi thiết, chế định. Trường hợp hai là ngài nói bằng cái khía cạnh chân đế, đệ tứ tất đạt, không rồi. Tùy theo cái căn duyên chúng sinh. Bởi vì cái thế giới này này, chúng ta có 2 góc nhìn. Cái góc nhìn trên hiện tượng và góc nhìn trên bản thể. Góc nhìn trên hiện tượng ấy là có nam nữ được cái trống mái, trên dưới cao thấp xa gần, gần xa nhanh chậm, trắng đen mập ốm đẹp xấu thiện ác. Thì đó là cái nhìn về mặt hiện tượng, không? Nhưng mà cách nhìn về mặt bản thể thì tất cả đấy chỉ là những cái hiện tượng pháp giới do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Thời gian và không gian chỉ là cái khái niệm giả lập này. Thí dụ như mình thấy phải có cái gì đó, thí dụ có cái nhà thì mới có cái lớn cái nhỏ, cái trước cái sau, phải trái trên dưới trong ngoài, xanh vàng đỏ trắng, nó phải có cái nhà, nó phải có cái xe thì nó mới có mấy khái niệm này nha. Bây giờ cái nhà đó bị dẹp mất tiêu rồi, nó chỉ còn bãi đất trống thôi, thì lúc bây giờ mình cái mình muốn nói không phải là cái nhà đó, mà mình nói mình chỉ qua cái miếng đất, chỉ còn cái nhà đó, nó lúc bây giờ nó chỉ là một cái hoài niệm, một cái khái niệm chứ nó không có thật nè nha. Giờ mình sẽ của mình nói về miếng đất. Đã. Xét về mặt hiện hiện tượng bản thể là như vậy.
Mà tại sao ngành Đức Thế Tôn này có hai cách nói như vậy, là bởi vì cái căn cơ của chúng sinh. Có những người họ phải cho họ nghe cái hiện tượng trước, rồi cho họ nghe cái bản thể sau. Có người nghe nó thẳng cái bản thể cho họ nghe là được rồi. Căn cơ, khuynh hướng, trình độ của họ đấy. Mình học về giáo lý, đặc biệt là trong lớp này. Tôi sẽ giới thiệu các vị hai cái cách nhìn đó. Cách nhìn thế giới, cách nhìn về bản thân, cách nhìn về tha nhân, cách nhìn về chúng sinh và vũ trụ thông qua trường hợp một, tức là nhìn qua cái nhìn bản thể. Ví dụ như về sắc pháp, về vật chất ấy, nó gồm có đất nước lửa gió. Còn về tâm linh tinh thần ấy thì nó gồm có các cái thành tố sau đây, đó là tâm, tâm sở. Tâm chỉ là cái biết, còn cái tâm sở ấy, thì nó gồm có tâm sở trung tính, tâm sở tiêu cực và tâm sở tích cực. Đó là những thành tố để mà cấu tạo nên cái gọi là tâm. Thì cái bốn đại đấy là nó thuộc về sắc, mà cái tâm nó thuộc về danh. Để thì nó cộng lại nó thành ra là sáu đại. Để sáu đại là sáu cái thành tố mà làm nên thế giới này. Thay vì đó mình giờ mình học bốn đại này, tức là bốn đại vật chất ấy, là đất nước lửa gió. Nhưng mà trong kinh nó vật này là bốn đại là vật chất, nhưng mà nếu muốn gồm luôn cả cái tinh thần, cái tâm linh ấy, thì không thể là bốn đại được. Bốn vậy thì bốn đại là đất nước lửa gió cộng thêm hai đại nữa, đó là hư không và thức. Hư không tức là cái khoảng trống giữa các đại, còn cái thức tức là tâm linh ý, là tinh thần. Như vậy thì mình có được gọi là sáu đại. Thì đó là thế giới mà phân tích qua sáu đại đấy, là phân tích về cái khía cạnh bản thể. Còn phân tích về cái cạnh hiện tượng ý, là thế giới này nó gồm có cái gì ta? Nó gồm có các cảnh giới, các chủng loại chúng sinh, nam nữ đực cái trong má, rồi trên dưới xa gần, rồi có nụ cười, có nước mắt, có gai góc, có hoa hồng, có cái này có cái kia. Nhưng mà chúng ta phải biết cả hai, là vì sao? Là vì chúng ta thấy là Đức Thế Tôn cũng có lúc ngài phải nói về toán, về lý, về hóa, nhưng có lúc thì phải nói về văn, về sử, về địa. Ở đây tôi mượn cái khái, mượn cái khái niệm thôi nha. Mượn cái năm mốt đừng có đi đồn nữa, rằng cái phần giải toán không có đúng. Ở đây tôi chỉ nói như vậy, tôi chỉ mượn cái từ ngữ thôi. Thì một cái người học trò mà trung học ấy, là anh ta phải có hai cái khả năng nhìn về thế giới. Anh có khả năng nhìn thế giới qua cái cạnh bản thể, đó là toán lý hóa, và cái khả năng nhìn thế giới qua cái cạnh hiện tượng, tức là văn sử địa. Văn sử địa là mình nhìn thế giới qua cái khía cạnh hiện tượng, không? Thì trong cái lớp học này này thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu mấy cái câu trả lời cho các câu hỏi mà tôi đã nêu từ lúc đầu của bài nói chuyện này. Chúng ta là ai, là cái gì ở trong cái cuộc đời này? Thì rõ ràng mình thấy mình có phần hồn và phần xác, thì hai cái này nó được cấu tạo ra sao, nó có cái cơ cấu, có cái cấu trúc như thế nào. Rồi cái thế giới, khi mà mình hiểu về mình ấy, cũng nghĩa là mình hiểu về người khác. Đó là nói về chúng sinh. Rồi ngoài chúng sinh ra nó còn có thế giới, nó còn có vũ trụ. Thì ở đây mình thấy thế giới nó gồm có các cảnh giới thô và tế. Thì chúng ta học cái này, chúng ta lại cũng có cái cơ hội để hiểu thêm về một khía cạnh nữa, đó là Phật giáo nói gì về cái gọi là vũ trụ, hay là thế giới, hay là cảnh giới cư trú của chúng sinh. Đương nhiên ở đây là nói về cái cảnh hiện tượng, nhưng phải học cho biết. Và chỉ là buổi nói chuyện đầu tiên trong cái ngày khai giảng, tôi cũng vẫn vẫn phải nhắc chừng một chuyện để bà con chuẩn bị tâm lý, đó là Phật pháp kỳ lắm, Phật pháp kỳ cục lắm, không học cũng được. Nhưng đã tôi nói đó, không học cũng được, bởi vì Phật giáo nói, Phật pháp nói riêng và kiến thức ở đời nói chung, nó cho ta một cái nhìn. Cái thế giới này nó ra sao là tùy thuộc vào cái khả năng quan sát của mình. Và Phật pháp cung cấp cho ta một cái nhìn về người, về vũ trụ. Và đương nhiên thông qua các kinh sách, thông qua các vị tăng ni hướng dẫn, thì chúng ta có thể được hướng dẫn ở Phật pháp ở nhiều cách khác nhau. Nhưng mà tụ chung lại đó, hồi nãy tôi có nói một sự thật mà tôi phải
nói trước để mà con đừng có bị sốc đấy. Đó là học thì cứ học. Nhưng sẽ có một ngày mà con thấy rằng cái biết đầu tiên của mình ấy, nó chỉ là cái nền cho mấy cái biết sau đó, và cái biết sau đó nó lại tiếp tục là cái nền cho những cái biết sau nữa. Chứ không thể nào ôm cứ cứ cái biết buổi đầu rồi lấy đó làm hành trang, làm hành lý để mà đi suốt cuộc đời này, đi suốt hành trình giải thoát làm được nha. Nhớ cái này rất quan trọng. Học để biết. Mà tại sao chúng tôi phải nhấn mạnh cái này? Bởi vì tôi nhắc lại một chuyện nữa là cái Phật pháp mình không nên học bằng cái tâm thế chống đối hay là thần tượng mù quáng manh động. Hãy nhớ tất cả chỉ là tham khảo thôi. Và về phía bản thân ấy, hãy nhớ rằng cái kiến thức nào đi nữa, do ai dạy đi nữa, ai hướng dẫn đi nữa, thì cái kiến thức buổi đầu ấy nó chỉ là cái nền để chúng ta đi xa hơn, đi cao hơn, đi sâu xa cao rộng hơn. Không, sâu xa cao rộng hơn chứ nó chẳng là cái gì hết. Thì khi lên cái tầng nào đó thì chúng ta lại tiếp tục phải bỏ cái đang có để đi hướng đến một cái khác. Nhớ cái này nha. Và sau cùng, cái ngày mà giả định cái ngày mà chúng ta chứng thánh chứng đạo ấy, chúng ta sẽ nhận ra một chuyện, đó là cái biết của mình ấy, từ cái biết qua từ chương chữ nghĩa sách vở kinh điển, cái biết trường lớp ấy, nó không giống cái biết của người thấm thía tiêu hóa, mà từ cái thấm thía tiêu hóa nó lại khác cái biết của người của thực tế hành trì thực chứng. Nhưng mà cái biết của phàm ấy nó không thể nào nào mà nó giống như là cái biết của bậc thánh, người chứng đạo hết ấy. Nhớ cái đó. Cho nên cái chuyện bậy bạ nhất đó là cuồng tín mù quáng manh động hối hả vội vã hấp tấp để mà phủ bác hay là thờ phụng một sư phụ, một đường hướng, một quan điểm, một lập trường, một chủ trương, một học thuyết, một nền tảng, một cơ sở, một căn bản nào đó nha. Cái đó kỵ. Tất cả chỉ là chỗ ghé lại thôi, ghé lại lấy ít gạo ít nước rồi đi tiếp nha, đi tiếp. Lấy nhiều quá không được, lấy nhiều quá nó nặng đi xa không được, lấy đủ xài thôi, lấy ít quá thì không đủ xài, lấy nhiều quá thì leo núi không nổi. Và ở một cái trạm tiếp theo, ở một cái nhà ga tiếp theo, ở một phi trường tiếp theo, thì chúng ta lại có những nguồn tiếp liệu khác, với những cái sự hỗ trợ khác nha. Chứ chúng ta không thể nào mà cứ xách nguyên mỗi một cái container gạo đi từ đầu này qua tới đầu kia của cuộc hành trình tu hành thì không được. Đi đến đâu tính đến đó. Và bởi vì cái nền tảng mình ở Việt Nam thì mình cần có cái nền tảng nào, mình ăn cơm Việt Nam. Nhưng mà khi mà mình đi đến nước ngoài phải biết ăn bánh mì, phải biết ăn spaghetti, phải biết ăn pizza, phải biết ăn kim chi, phải biết ăn sushi, tempura, phải biết ăn phô mai, phải biết uống cà phê Mỹ, cà phê Pháp. Chứ còn mình cứ cứ một kiểu Việt Nam hơi khó. Không, hơi khó. Cho nên tôi chốt lại đấy, tức là tôi giới thiệu sơ sơ cho các vị thấy mình sẽ học cái gì. Và lại Phật ấy, được Đức Phật trình bày ấy, theo mấy cái hướng bản thể về hiện tượng, và sau cùng tất cả những cái gì chúng ta nghe được nhau nói, đọc được ở đâu đó, tất cả gì học, những gì suy tư, những gì chúng ta tạm gọi là thực chứng, thì cũng chỉ là từng cái trạm dừng mà chúng ta lại phải bỏ ra mình đi. Bỏ ra mình đi thì mọi thứ ở đời đó nó giống như nước ngọt ở trên biển vậy đó. Mình đi biển ấy, mà không đem theo nước ngọt ấy, thì chết khác, mà đem quá lố chết chìm này, quá lố chết chìm. Và có một câu chuyện đó mà tôi đặc biệt chú ý, đó là có một cái cặp vợ chồng son bị chìm cano ngoài biển ấy. Thì lúc nguy ngập đó, ông chồng trẻ nói với cô vợ trẻ, chúng ta chìm rồi, chúng ta bị chết chìm, bây giờ mình phải khẩn cấp mình đổ mấy chai nước ra để mình có cái mình lội. Thì cô vợ cũng không chịu đổ, cũng phân vân do dự. Thì ông chồng hỏi giờ này em còn phân vân gì nữa, thì cô nói đổ hết nước ấy, thì tụi mình có cái ôm để lội, nhưng mà tụi mình sẽ chết khác.
Còn nếu mà không đổ thì tụi mình sẽ chết đuối, nhưng mà có nước uống thì em đang lựa mình chết kiểu nào. Thì đời sống nó là sự chọn lựa thôi, nên đời sống nó là sự chọn lựa. Thì mình cần trang bị cái gì, trang bị bao nhiêu, kiểu nào đấy nha. Thì cả trong bài nói chuyện đầu tiên để trong buổi khai giảng để làm quen với nhau ấy, tôi gợi ý quý vị mấy chuyện đó thôi, tự hỏi lòng mình trong cái con đường trước mắt ấy, của cuộc đời này và của dòng sinh tử nói chung, chúng ta cần trang bị cái gì, rồi cái gì nữa, kiểu nào, rồi cái gì nữa, bao nhiêu, cái gì, bao nhiêu, kiểu nào, what, how, long, how much. Tùy thôi, chúng ta có thể gặp nhau ngày này thôi, rồi thôi. Ngày mốt thì khi vào lớp thì có rất nhiều bà con sau cái buổi nói chuyện này chúng tôi có việc mới trở lại nữa. Chuyện dứt khoát nó phải như vậy, cái vị không ai bỏ đi mới là chuyện lạ. Và tôi ở tuổi già, bây giờ già thiệt rồi, tôi chỉ mong có một chuyện thôi, tôi không có hy vọng vào, tôi lâu lắm tôi không có niềm tin vào cuộc đời, tôi không có tin vào cái gì tốt đẹp, tôi lựa cái xấu nhất để tôi tin. Tôi quen với một người, tôi quen với một đám đông, tôi bắt tay vào một công việc luôn luôn nghĩ đến cái xấu nhất, luôn luôn vạc luôn luôn, và đó trở 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 thành cái thói quen của tôi suốt nhiều năm nay. Thì cái phòng học này của mình hôm nay là 500, nhưng mà tôi được báo lại là có hơn 1.000 người để ghi danh học. Và hy vọng là ngày mốt, ngày 29 chúng ta sẽ có một cái rộng rộng hơn, rộng hơn. Và cái mà cái diện xấu mà tôi trông đợi đó, tôi trông được cái tốt mà tôi trông đợi cái xấu, tức là cuối năm trong lớp này còn lại đúng 50 người, 50 người kiên trì ở lại. Tôi nhắc lại, tôi chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ nghĩ hoặc là nhận suy tự suy, tự nghĩ hoặc là tự nhận rằng mình là thầy của ai. Không có, tôi chỉ dắt các vị cùng hướng các vị đi một đoạn đường thôi, nắm tay các vị đi một đoạn đường thôi. Và tôi nhắc lại, tôi phải dựng cái chòi, cái lớp học này là dựng cái chòi cho bà con đấy, dựng cái chòi ha. Rồi cái khi mà có được cái chòi rồi đó thì tôi không biết bao lâu vì có cái chòi, tôi đâu có biết, tại vì có người thì sau những chục buổi giảng của tôi là vì có cái chòi rồi, có người phải 20, 25, 30, 35, 40, 55, 60 không? Có cái chậu được cái mình mới tháo được từ từ đấy. Còn cái chỗ nào mà thấy cần thay ấy, mình tháo ra mình thay cái mới, cái vật liệu của thầy khác, sư phụ, một cuốn sách, một cái nhận thức nào đó, cái đó là cái quan trọng, mình còn tự làm đấy. Vì tôi không thể nắm tay cái vị đi suốt cuộc đời được, nhưng cái chuyện đầu tiên là chúng ta dựng chòi. Lớp vừa đời lớp lớp, lớp 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 này tôi thích gọi là lớp chòi, bám cho tính đặt tên là lớp Phật Phật hợp với là lớp gì, là giáo lý chòi, lớp lớp chòi này. Ai mà có đi gia đình Phật tử hay là hướng đạo chẳng biết cái chữ chòi này. Lớp chòi, lớp mầm ấy, lớp mầm, lớp chòi. Mà chòi nữa phải là cái mầm, cái lọc, mà chòi nên là chòi o chứ không phải ô. Chòi là cái túp lều nhỏ xíu xíu, chòi lá, chòi ruộng, chòi tranh ấy, rồi lớp chòi chứ không phải là chòi nghĩa là mầm. Thì mong là chúng ta có dịp để làm quen với Phật pháp mà một cách bài bản, chứ không phải là nay nghe này ba kia rồi tự mình ráp là không được. Mình phải có một cái nền tảng giáo lý để mà mình tự mình gọi là hệ thống hóa cái mình biết. Mà tại sao phải cần tới cái đó? Ở đây có nhiều vị cao siêu nghĩ rằng mình tu mà mình học giáo lý thì kiểu hệ thống như vậy là mình đã làm hỏng đi cái bao la, cái không bờ mé. Không phải, cái đó là cái bao la, là bao la của chư Phật, của thánh hiền, của người đạt đạo kìa. Chứ chúng ta bắt buộc chúng ta phải học ABC, phải học ABC chứ mình không thể nói là vũ trụ này nó là nó bao la, bây giờ mấy em nhi đồng là vô là phải cho tụi nó học cực kỳ trình độ nào rồi, chứ còn về trình độ đồng ấu mẫu giáo mầm non là không được, bắt buộc phải. Bây giờ nếu tương lai nó có thành Einstein hay là Stephen Hawking thì bắt buộc buổi đầu nó cũng phải cho nó qua cái lớp đồng ấu, lớp mầm, lớp chòi, lớp măng,
À, cho nó học trước, cho nó học trước. Thì đây cũng vậy đó, là tôi hy vọng chúng ta có một cái khả năng hệ thống hóa lại một cách căn bản cái gọi là giáo lý. Là sẽ có một ngày, chắc chắn có một ngày các vị không không cần tới cái chọi đây nữa, không cần tới cái khung nữa, tự tự mình nó có một cái lề lối riêng để mà mình tự mình hệ thống hóa cái nhận thức về Phật học, mà không có phải là cái khung, cái bệ mà cái nền, cái móng mà vay mượn từ người khác nữa, mà do tự mình mà ít cũng em xài của người ta ít lâu cái đây. Và tôi chốt lại là một điều mà tôi cho là rất là quan trọng, đó là không học thì không làm được chuyện đó, không học thì không có hệ thống hóa được cái biết mình về Phật pháp. Lan man lơ mơ, một đời thiếu căn bản. Điều thứ hai đó là yên tâm, tôi không làm cái việc nặng lòng đâu, tôi không có nhồi nhét bắt cái việc phải giữ cái gì đó, có đóng cái nhãn hiệu, cái mác của tôi nữa, không có. Tôi chỉ dắt các vị đi một đoạn đường thôi, nắm tay một đoạn đường thôi, rồi thì các vị phải quên thôi, thì các vị mới đi xa được, lên cao được, sâu rộng cao xa được. Này, bắt buộc phải có cái ngày á. Và đương nhiên cái thời gian đó ở mỗi người không giống nhau. Có người là 3 tháng, 6 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 5. Đấy. Thì tôi mong rằng sau cái thời gian đó chúng ta có thể thoải mái nói chuyện với nhau ở mọi nơi. Tôi về Việt Nam, các vị qua Calama, các vị về châu Âu. Đấy. Bất cứ nơi nào mình có thể thanh thản, chứ không có khó khăn như kiểu rồi ở Calama. Tổng thời gian tôi giảng ở Calama là 10 ngày, tức là tầm tầm ấy, tính trung bình là 5 ngày trước và 5 ngày sau với khánh thành ấy, là tổng cộng là 10 ngày, ngày 2 buổi giảng, một ngày 2 buổi giảng, có nghĩa là 10 ngày là 20 buổi giảng. Và rất là khó, là bởi vì thương thì nói, vậy thôi, chứ còn nói ra thấy cái khả năng đón nhận mà còn rất là hạn chế, rất là hạ nhục, rất là mệt. Này, nói cái đâu phải giải thích cái đó. Này, ví dụ như mình nói trưa nay ăn canh chua là mình phải giải thích mã luôn á, canh chua là cái gì. Này, nào là giá, nào đậu bắp, rồi khóm, rồi nào là măng, nào là me, ngò gai, ngò ôm, thì cứ là nãy mà nói cái canh chua đó, chưa chưa kịp giới thiệu món canh chua là đã phải dừng lại rất là lâu nữa mà giới thiệu từng món, mệt, đúng không? À, rất là mệt. Này, tôi thì ok, nhưng mà tôi nhìn bà con tôi ngán giùm ấy. Thì tôi hy vọng là sau này đi chúng ta không còn những buổi pháp hội kiểu đó nữa, kiểu gọi là khổ người khổ mình ấy. Mà tôi nhắc lại, các vị hôm nay có cơ hội chúng ta quen nhau buổi đầu tiên ấy. Tôi chỉ mong một chuyện thôi, thử đi, thử. Dầu không có ngày mốt không đến nghe tôi nữa thì cũng nên tìm đến với vị khác để mà tìm hiểu Phật pháp, không đọc sách này đọc sách kia, không gặp thầy này gặp thầy khác, nhưng mà phải tìm hiểu Phật pháp, phải tìm hiểu Phật pháp. Bởi vì theo chỗ tôi biết thì chưa có một hệ thống tư tưởng tôn giáo triết học nào mà sâu rộng và gần gũi với con người hơn là Phật pháp. Và chúng ta học Phật pháp nó có nhiều cái lý do đó, học để có một cái nhìn mới, học để mà bớt thành kiến, biên kiến và định kiến, bớt khư khư cái này, bớt nhanh nhẩu đoạn chống đối cái kia. Học Phật pháp như thế nào mà mình dễ dàng tìm thấy sự cảm thông, sự chia sẻ với những cái lập trường, với những cái chủ trương mà nó xa lạ với mình. Đấy, học Phật pháp phải như vậy, càng học càng thấy có thể mở rộng vòng tay. Tôi đang nói nghĩa đen mình và nói với tất cả sự chân thành, chứ không phải là nói cái ý dụ khí rồi mua lòng rồi ẩn ý, không có. Đó là sự thật. Học Phật pháp học đúng ý là cái vòng tay mình nó rộng ý, cặp mắt mình nó xa, tầm nhìn mình nó xa, vòng tay mình nó rộng ý, tim nó nở, óc nó phình ra, vòng tay nó dài, nhưng mà hai cái cánh tay nó dài rồi, cái chân mình cũng dài ra để mình sải bước, sải tay dài ra để ôm nhiều, cả mắt nó nhìn xa hơn, tim rộng hơn,
lớn đấy, đọc đúng. Còn mình học sao mà mình càng lúc càng bị vướng kẹt, là học sai, là học sai. Học mà không tìm thấy được một cái mẫu số chung, tiếng nói chung giữa muôn người thiên hạ là không được, không được. Học là phải cảm thông, học mà càng học mà nó càng hằng học là sai, càng học mà càng trở nên hằng học là sai. Học là để xây lên những cây cầu thông cảm, chứ không phải dùng kiến thức của mình để mà dựng lên những bức tường ngăn cách. Đây là chuyện rất là quan trọng. Ấy thế mà có rất là nhiều người học cho có vô chỉ để là mua gạch đá xi măng về xây tường. Trong đây này là chân lý, ngoài ra là tà đạo. Mà lẽ ra chúng ta đừng có xây tường, mà chúng ta làm những chiếc cầu để qua thăm thú, tham quan nơi này chốn nọ, ai cũng là tứ hải giai huynh đệ. Và học Phật pháp ấy, như tôi nói, tất cả chỉ là những cái trạm dừng để mà mình đi tới. Chứ còn học để mà chết dí ở một cái nhà ga, một cái ga xếp tỉnh lẻ rồi thì đáng tiếc lắm. Học như đã tôi nói, mình học như người đem nước ngọt, đem nước, học phải cẩn thận, học như người đem nước ngọt lên biển, đem sao gọi là chết, đem sao gọi là sống. Và trong kinh có nói, trong kinh Trung Bộ Phật dạy là học làm sao đó, học giáo lý, học kiểu nào mà giống như người ta bắt rắn vậy. Học như người bắt rắn, có nghĩa là phải biết cái cách chụp á thì mình được lợi lạc, còn chụp sai thì chỉ có hại thôi nha. Rồi đó, cái khả năng tự hủy của mình nó chỉ tới đó. Bây giờ mình có thêm kiến thức thì khả năng tự hủy nó nhiều hơn, thì cái đó không được. Cho trong kinh, về kinh kinh xài dụ kinh, ví dụ con rắn ấy, trong Trung Bộ ngày có dạy đó. Đấy, ngài nói rằng học giáo lý như thế nào nó mà giống như người ta bắt rắn, bắt làm sao mà có tiền, bắt làm sao có cái để ăn, còn bắt làm sao bị rắn cắn cắn chết ấy, thì cái đó là do mình. Và chốt lại, Phật pháp là cái bè qua sông, chỉ là cái bè qua sông, là thuốc chữa bệnh. Cái viên thuốc nó chỉ có ý nghĩa khi mà người ta dùng nó, uống nó với một nhận thức minh mẫn, đó là thuốc, liều lượng hợp lý thì cái đó là thuốc, là cái cứu mạng. Còn mà không khéo, thuốc nó là cái tự sát. Cái bè cũng vậy, cái bè là cái để mà mình dùng để qua sông, chứ không phải là cái để mình đội lên đầu suốt đời đi làm cụ, làm tài sản là sai. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi lan man cố ý, một cách cố ý lan man để gợi ý với bà con chúng ta sẽ học cái gì, tại sao phải học, và cái thái độ cần có ở người học giáo lý là cái gì. Và cũng sơ điểm cho bà con biết chúng ta sẽ học cái gì. Đó là chúng ta sẽ học về cấu tạo của thân tâm thế nào, là các cảnh giới. Thứ nhất là cấu tạo của thân tâm, thứ hai là học về các cảnh giới, từ cái thân tâm nào đi về cảnh giới nào, rồi cái gì nữa chúng ta thử học, rồi cái gọi là cái tâm lý học Phật giáo, rồi cái sinh vật học Phật giáo. Sinh vật ở trong từ Pali gọi là Rupa Vithi, có nghĩa là cái cấu tạo, cấu trúc, cái vận hành, cái process của cái gọi là vật chất trong và ngoài chúng sinh. Rồi cái thứ hai gọi là Nama Vithi, có nghĩa là học về cái cấu tạo, cái cơ cấu, cái cấu trúc của cái gọi là đời sống tâm lý, cái gì mà nó làm nên những cái khuynh hướng tâm lý, cái gì mà nó làm nên cái dòng chảy tâm lý, nó làm nên cái gọi là dòng luân hồi của chúng sinh thông qua cái đời sống tinh thần. Đây. Thì chúng ta học về phần hồn, phần xác của mình, có nghĩa là cũng là học của người khác để biết người khác, học về cảnh giới mà mình đang sống, và học những cảnh giới bên ngoài cảnh giới mà mình đang có mặt. Học về cái vận hành, cái cấu tạo của thân và tâm, học để thấy được cái gì, thế nào là phiền não, thế nào là thiện pháp. Đó giờ mình cứ tưởng là làm thiện, là làm lành tránh dữ, cái gì là nó quậy vốn, không được. Chúng ta không nói gì được, chúng ta hãy nói tới phần hồn là học cái gì, phần xác là học cái gì, về vũ trụ, về cảnh giới là mình học cái gì, về đời sống tâm lý, đời sống sinh học của chúng sinh là cái gì, rồi cái gì nữa, thiện là gì ở định nghĩa rốt ráo nhất, ác là gì ở định nghĩa rốt ráo nhất, và chữ duyên đã trong đạo Phật là cái gì. Chúng ta phải mất phải là cả tháng trời để học một chữ duyên,
này chữ duyên, đọc chữ duyên đấy, rồi thiện mà một tháng, ác một tháng, chữ duyên một tháng, là tới chữ gì, chữ đạo chắc cũng phải bèo bèo cũng phải 3 tháng. Đạo đây là gì? Đạo đây có nghĩa là mình 37 pháp bộ trợ bồ đề đấy, gọi là đạo. Ừ, đạo đế đó. Ừ. Như vậy thì mình học về, bây giờ cái đó nãy giờ tôi xài cái từ của bà con, giờ tôi xài cái từ chuyên môn này, học về danh, học về sắc, lộ tâm, lộ sắc, các cảnh giới, các chủng loại chúng sinh, học về cái ác như là bất thiện tập yếu, học về cái thiện, học về cái con đường giác ngộ gọi là giác Phật tập yếu, học về duyên là học về 12 cái duyên khởi và 24 duyên hệ, rồi tiếp theo chúng ta học về 37 bồ đề phần, rồi cái gì nữa, chúng ta đặc biệt học riêng về một cái mảng giáo lý rất là đặc biệt, lấy ra từ cái 37 bồ đề phần, lấy ra từ 37 bồ đề phần mà được các ngài cố ý tách ra ra, đó là học về thiền chỉ và thiền quán, tức là học riêng về định học và tuệ học đấy, tức là toàn bộ nội dung mà chúng ta sẽ làm việc với nhau trong lớp học này kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2013 chúng ta sẽ chính thức học cái đó, và tôi hy vọng là bà con sẽ không bị sốc khi mà bà con trên tay ấy là một trong sách về Phật học, đặc biệt là về A Di Đà. Sao các vị nghe tôi giảng ấy, nó có cái gì đó nó ngộ ngộ, một người nào chống tôi thì nghe có gì đó nó sai sai, nhưng mà cứ thử nghe đi, cứ thử nghe đi, và để dễ dàng làm việc với nhau trong một cái sự tương thông, thông cảm. Nên tôi chia sẻ thì tôi xin nhắc chuyện này là hãy biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình, chưa gì hết mà mình giác cái biên kiến, cái định kiến, cái thành kiến của mình ấy, cái quan điểm riêng tư mà mình giác vào đây thì hơi khó. Các vị muốn học chuyên hoa với tôi đúng không, thì trước đây các vị có đi Nhật rồi đúng không, các vị có đi Pháp đúng không, bỏ hết học với tôi, muốn học với tôi bỏ hết, chứ cần giờ này mà tới học chuyên hoa với tôi mà trong đầu cứ lan man Ikebana, Ikebana, Flow Arrangement là sai, không được. Chỉ biết học chuyên hoa với sư ngoại khanh để coi ông dạy mình cái gì không, chứ còn giờ này mà trong đầu cứ lan man Ikebana là tôi chết luôn nha. Không được, không được, thử đi, còn ông tin thì mình đi, chứ ông đâu có xiềng xích gì đâu, nhưng mà thử coi nói cái gì nha, một cách nói mà nó không có giống ai từ xưa tới giờ. Ừ, một cách nói rất là lạ. Thế như ông nói về bốn đế, ông nói về chánh đạo, ông nói về thiện về ác, một cái kiểu nói rất là riêng. Ê, tại sao mà ông cứ xài cái 13, 14, cái 13, 25, tại sao ông nói là 4 cộng 24, chỗ không cho nó số 28, tại sao vậy? Ê, tại sao ông nói không cho nó 38 mà ông bắt mình phải là 13, 25, tại sao ông không cho nó 27 mà ông bắt mình phải 13, 14, tại sao vậy? Tại sao vậy? Chỉ để coi coi tại sao, chỉ vì cái chữ tại sao đó thôi chúng ta sẽ phải gặp nhau 1 năm là ít. Ok, chúc các bạn một ngày vui, ngày khai giảng mình không có nói nhiều, và mong rằng ngày 29 này chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên, bài học đọc số 1. Xin cảm ơn đại chúng, và xin thưa là rất có thể trong room này có các vị tăng ni, và thưa bẩm mệt quá, thôi bây giờ mình cứ kính thưa đại chúng thôi. Đấy. Chứ còn đêm qua chúng tôi tình cờ xem một cái clip mà lễ gì ở trong nước ấy, mà tôi thấy diễn giả đó là một vị hòa thượng mà lên riêng cái phần mà kính thưa quan khách là mất cái tầm 7 phút, là kính thưa hòa thượng gì đó nguyên dây chức vụ rồi học vị học hàm, rồi kính thưa hòa thượng gì đó cũng chức vụ học vị học hàm, rồi có những vị đó thì chức vụ hơi ít đó, thì mình phải tính luôn cái chức mà nguyên, nguyên nghĩa là vốn trước đây là cái gì á, là gom vô rồi cộng như cái hiện tại cũng chức vụ học vị học hàm, mà coi như chỉ riêng cái khoản mà thưa bẩm mà cho nó chuẩn là mất khoảng 7 phút, thì trong lớp này chúng ta không có thời gian nha, cho nên xin sám hối các vị tăng ni, nếu có thì chúng ta thống nhất với nhau là kính thưa đại chúng
là được rồi, chứ không phải là chúng ta thiếu lẻ, mà tại vì chúng ta làm việc cái kiểu kiểu nó hơi tranh thủ chút. Xin vài lời, trên qua đại chúng, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày 29. Dạ, vâng. Con xin cảm ơn sự dạ sư ơi, sư con đính chính là ngày 28 dự. Ừ. Tối thứ năm là ngày 28. 29 là thứ sáu ạ. Dạ, 29. lịch là Dạ, xin lỗi, 28. dạ vâng ạ. 8 giờ rồi, 28. Dạ rồi, xin chào đại chúng. Dạ vâng, con xin chân sự. Dạ, xin cảm ơn tất cả đại chúng, và buổi ngày hôm nay thì chắc sẽ kết thúc sớm, và hẹn gặp lại toàn thể đại chúng vào tối ngày 28, là tối thứ năm vào lúc 19 giờ.